Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường bán lẻ Việt Nam được nhận định là một mảnh đất màu mỡ với rất nhiều tiềm năng, dư địa có thể khai thác. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nhận định và nắm bắt xu hướng mới nếu muốn chiếm lĩnh được thị trường đang có sức cạnh tranh gay gắt này. Thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là phát triển khá mạnh trong những năm gần đây, khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội có mức tăng trưởng nhanh. Năm 2019, dù có biến động của thị trường thế giới, thương mại nội địa giữ vững được đà tăng trưởng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 4.940.000 tỷ đồng, tăng 11,86% so với năm 2018. Nguồn cung hàng hóa dồi dào và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành giá các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Theo các chuyên gia kinh tế, những tác động tích cực của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã làm tăng tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt. Trong đó, hiệu quả rõ rệt nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 634 QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Cái chương trình cũng đã giúp cho cái việc xác định về cái hành vi cũng như là cái ý thức của người Việt Nam, của người tiêu dùng Việt Nam trong cái việc tiêu thụ hàng hóa sản xuất ở tại Việt Nam. Chúng ta đã thiết lập được hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam suốt từ các trung ương đến các cái địa bàn vùng sâu vùng xa ở các địa phương. Cái chương trình phát triển thị trường nội địa gắn với cuộc vận động thì cũng đã góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhận định thị trường bán lẻ các thành phố, các đô thị phát triển có các hình thức tổ chức văn minh hiện đại. Thị trường bán lẻ ở vùng nông thôn cũng được quan tâm phát triển và mở rộng với đa dạng các loại hình. Thương mại điện tử bán lẻ đã bước đầu phát triển mạnh mẽ. Môi trường kinh doanh trên thị trường bán lẻ ngày càng thuận lợi và cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia trao đổi, mua bán có nhiều cơ hội để mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh. Phát triển thị trường bán lẻ, nhiều doanh nghiệp đã đặt mục tiêu chinh phục thị trường ngay từ khi thành lập. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico Hải Phòng, một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa, đã xem việc phát triển thị trường nội địa là cách xây dựng và khẳng định thương hiệu một cách nhanh nhất. Không chỉ chú trọng thị trường các thành phố lớn, doanh nghiệp còn đặc biệt coi trọng thị trường nông thôn và khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng hành cùng các hoạt động của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ngay từ khi ra đời thì Vico đã chú trọng đến cái thị trường nông thôn. Và Vico với chủ trương là lấy gần bù xa, tức là phát triển mạnh những thị trường gần xung quanh mình để có nguồn lực mà đưa sản phẩm đi xa nhất. Chính vì thế mà sản phẩm của Vico ngay từ khi ra đời thì đã phủ kín cả 63 tỉnh thành. Chủ trương người Việt dùng hàng Việt thì đây là một chủ trương rất là đúng đắn, giúp sản phẩm vì dân và VF của Vico cũng như những thương hiệu Việt khác là xâm nhập thị trường Việt Nam tốt hơn. Cũng nhằm xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường nội địa, công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình Cadisan lại cho mình cách xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước để tư vấn cho người tiêu dùng một cách cặn kẽ nhất về sản phẩm, và cũng để người tiêu dùng tránh mua phải những sản phẩm kém chất lượng. Chúng tôi thì được biết là từ khi mà triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì cũng thấy xuất hiện các cái điểm bán hàng chuyên là sản phẩm Việt Nam. Cái điều này thì rất tốt cho các hoạt động của doanh nghiệp, bởi vì chúng tôi quan niệm rằng là trong kinh doanh, điểm bán luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp ấy thì Cadisan chúng tôi đã xây dựng cái hệ thống bán hàng tại các chi nhánh, đại lý và cửa hàng trên toàn quốc, và chúng tôi coi đó là những cánh tay nối dài có hiệu quả của doanh nghiệp. Theo đại diện vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thời gian gần đây có thể thấy thị trường bán lẻ đã có sự phát triển mạnh mẽ. Trên thị trường đã nổi lên một số nhà phân phối bán lẻ bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang nắm giữ thị phần chủ yếu, cạnh tranh lẫn nhau và đi đầu trong những xu hướng bán lẻ mới. Điều này cho thấy tiềm năng thị trường bán lẻ Việt Nam là rất lớn, nhưng cuộc đua giành thị phần trong lĩnh vực này cũng ngày càng gay gắt.
Tuy nhiên, thông qua việc triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động từ năm 2009, hàng Việt Nam vẫn giữ được chỗ đứng tại các kênh phân phối bán lẻ truyền thống và hiện đại. Năm 2020, mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 11,8-12%. Và để đạt được mục tiêu này, Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng đã và đang tập trung thúc đẩy sự phát triển và phát huy hiệu quả vai trò của thị trường trong nước, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, phát triển thương mại điện tử. Song song với đó, thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng đến các mặt hàng nông sản, thực hiện hiệu quả xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.